Xin chào anh em quay trở lại kênh của mình Biker. Hôm nay là một clip đặc biệt, thì mình sẽ đi mua một lần hai chiếc xe từ một người lên nha anh em, một chiếc R15 với lại một em Rebel 300 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là nhà chủ xe nè, chủ xe giờ chưa mở cửa anh em, em thấy không, giờ còn đang khóa cửa, bây giờ đợi chủ xe về để dắt xe ra để quay cho anh em coi. Mấy anh em đang ở đây rồi anh em sẽ ngắm xe sau ha anh em ha. Một em Rebel 3 sĩ với lại em R15 V3. Đây là các nhân vật chính. Đây là thằng ù. Đây là thằng ốm. Đây là thằng xì ke. Thằng xì ke thấy nó gãi gãi là biết rồi. Quay clip đã gãi gãi rồi. À, rồi anh em bây giờ chờ chủ xe về ha. Dắt được không? Dắt được không Chung? Vợ anh ngồi đó hả? Bên đúng đây bóng, bên tiệm vàng, bên ở chợ, bên á. Là tôi thấy sáng sớm nhóm 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 hoài. Tôi bảo bển á. Làm gì sẽ làm sức vừa rẻn cho nó rồi. Hồi tháng 2 đó là số mấy này không biết hả? Đầu 3 tháng 2 luôn. Đầu 3 tháng 2 á. Được cuối chứ, cuối 3 tháng 2. 1000 mấy rồi. 1100 mấy mà. Em đi trước đi. Đi sau. Đây là R15 nha. Ủa đồ zin nó đâu anh, là anh đã đem xuống chưa? Ừ anh đem xuống để nhỏ trở về luôn. 1294 3 tháng 2 nha anh. Không công chứng á. 1294. Đây R15 nha anh em. Biển số thành phố nha. Ảnh đưa xe ảnh đứng tên nha anh em. 1294 3 tháng 2. Đây. Quay cho anh em xem. Còn con Rebel nữa. Quá nè. Xe anh mua bỏ tặng có 1 chiếc rồi. Anh làm thêm chìa 2 chìa. Làm nào giữ 2 chìa anh em. Đây nè. Chìa beo nè. Ô đo rồi anh em. Mua từ chủ nè. Chìa beo cũng có 1 chiếc zin nè. Làm thêm chìa luôn. Đi qua bên 7 lấy chiếc beo 7721 nữa nè. Thì nhỏ, thì lớn tao làm. Đây, 7721. Chung chạy này về. Qua 17 đi. Rồi. Khỏi nhà đưa. Rồi bây giờ mình sẽ chạy này về trước, rồi bây giờ mình chạy qua lấy Rebel ha. Rất là đẹp. Qua luôn lấy luôn. Rebel. Thấy không? Bô độ đầy đủ luôn rồi ha. Bô độ đồ chơi đầy đủ. Để lâu rồi không đi á anh em, về phải rửa lại. Giờ lấy đồ zin. Cặp kiến về nè. Cặp kiến lại về đấy đúng không? Cặp kiến về đó. Rồi. Nào bi bỏ anh đây. Bi. Rồi. Rồi qua lấy chiếc beo. Đó. Em nó dắt xuống luôn em. Mới không? Gan không? Anh nhớ địa chỉ đúng không? Rồi, bây giờ em chạy ra đó luôn. Chạy ra đó nghe, anh qua đó chứ. Anh rước vợ. Thì đi vợ tôi mà, để ra nó hơi phiền chút thông cảm. Nhớ đem giấy kết hôn không sao, tại vì bển có gì quen biết, dễ làm.
Còn phòng khác em qua cũng được mà, có quen biết gì bên phòng khác không? Lấy cái khăn ra kìa, lấy khăn ra. Chìa khóa rồi anh? Chưa hết rồi đó. Nè, bỏ vô đây. Xuống luôn, xuống luôn. Giờ mình đi luôn. Ừ. Ui. Xe chỉ dính bụi thôi nha anh em. Dạ rồi, dạ rồi. Xe chỉ dính bụi thôi nha. Order nè. Không đụng chìa khóa đâu. Đây cho anh em, chủ yếo cho anh em câu đo. Nhiều anh em nói tại sao mua xe mấy ngàn à? Bây giờ chủ người ta không đi thì nó chỉ mấy ngàn thôi chứ sao giờ anh em 3.800 à. Đó, xe mới tinh luôn, cái này dán keo trong hết nha anh em. Dán keo trong hết. Mới tinh là chưa rửa anh em. Đó. Đẹp không? Nè dĩ nè anh em, không một vết xước nha anh em. Không một vết xước luôn nha. Cổ bô nè. Chỉ dính bụi thôi nha. À, thôi bây giờ mình đi công chứng nha. Giờ mình đi công chứng, mình đem xe về nhà thôi. À, quay vòng cho anh em coi. Đó à, từ chủ người ta luôn á, biển Sài Gòn luôn nè. Rồi bye bye. Giờ mình đi cái giấy nè để lấy xe về nè. Chủ anh em thấy kỹ không? Bọc bọc từng cái bảo hiểm, bọc từng cái cà vạt luôn nè. Thôi bây giờ mình đi ký giấy nha, tranh thủ về nha anh em.